Nghệ sĩ Hương Dung sinh năm 1960, quê gốc ở Thái Bình nhưng gia đình sinh sống ở Hà Nội. Năm 1975, chị nhập ngũ là lính thông tin của trường quân chính trực thuộc quân khu 3. Sau đó chị thi và trúng tuyển diễn viên vào đoàn Tổng cục Chính trị và chị được tuyển thẳng vào đoàn văn công quân khu 3. Tuy nhiên vì một số lý do chị chưa nhận được thông báo, chị xuất ngũ rồi tiếp tục ôn thi văn hóa và học tại trường trung cấp tài chính kế toán số 1 ở Nho Quan. Vì không hợp, chị đi học tiếp ở trường thương nghiệp. Năm 1978, đoàn văn công quân khu 3 tìm thấy chị và chị làm việc cho đoàn văn công quân khu 3 kể từ đó. Sau đó, chị chuyển sang đoàn kịch nội vụ, nay là Bộ Công an. Chị gắn bó với đoàn nghệ thuật nội vụ đến năm 1993. Năm 1994, chị nghỉ hưu và bắt đầu cộng tác với hãng phim Truyện Việt Nam. Công việc chính của chị là tổ chức sản xuất phim, làm phó đạo diễn và thỉnh thoảng chị cũng đi diễn. Hương Dung kết hôn với người chồng hiện tại là một diễn viên của đoàn văn công quân đội. Giờ anh đang nghỉ hưu, chị có 3 người con là Thùy Dương sinh năm 82, Hà Duy sinh năm 89 và Minh Phương sinh năm 94. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú sinh ngày 23 tháng 8 năm 1962 và mất ngày 20 tháng 12 năm 2018. Tên khai sinh là Phạm Anh Tú, là nam diễn viên kịch nói và điện ảnh, đạo diễn sân khấu người Việt Nam. Ông có nhiều vai diễn trong các vở kịch như Vũ Như Tô. Ông tham gia lĩnh vực truyền hình và điện ảnh từ thập niên năm 1980 với các phim như Của Để Dành. Anh Tú lần lượt được phong tặng các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 và nghệ sĩ nhân dân vào năm 2016. Ông tốt nghiệp khoa diễn viên năm 1984, trường sân khấu điện ảnh. Vào tháng 4 năm 2018, anh Tú nhận chức giám đốc của Nhà hát kịch Việt Nam. Trước đó, ông từng làm phó giám đốc phụ trách nghệ thuật trong vòng 4 năm. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú là con cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú ngoài 40 tuổi mới lập gia đình với vợ sinh năm 1974. Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tú quen nhau qua một người bạn là họa sĩ. Sau 6 tháng tìm hiểu, hai người tiến tới hôn nhân. Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tú có một con trai sinh năm 2004.